Út Long Trân xin kính chào quý cô chú và các bạn nha. Thì hôm nay Út sẽ làm một cái clip nói về cái vấn đề mà để cành tạo tán cái cây sầu riêng á quý vị. Thì cái clip này thì Út xin nói ngắn gọn thôi chứ không có nói dài dòng. Thì đây thì Út cũng có chuẩn bị một cây kéo nè để mình làm thị phạm cho quý cô bác và để các anh chị xem nha. Đây là một cây kéo. Còn đây Út để một gói thuốc để làm gì quý cô chú anh chị. Đây là một gói Matasi nha. Thành phần của nó là Matasi 500g ký. Thì quý cô chú anh chị lưu ý là trước khi mình sử dụng cái kéo này để mình cắt tỉa cành thì mình phải lấy cái thuốc từ nấm này, Matasi hoặc là thuốc các loại thuốc khác cũng được, mình pha loãng với nước để mình vệ sinh cái kéo nè. Mình có thể nhúng cái kéo này vô cái dung dịch thuốc để mình vệ sinh cái suốt thước kim cắt tỉa cành nha. Nếu mà cô chú anh chị kỹ thì cứ mỗi cây cắt cành xong thì mình nhúng vào thuốc rồi mình hãy qua cây khác mình cắt nha, để tránh cái hiện tượng mà nó lây nấm bệnh từ cái cây này sang cây khác nha. Thì mình làm mà nhất là tỉa cành vào mùa mưa thì mình hạn chế mình tỉa cành vào mùa mưa nha. Mình canh lúc nào mà tháng nào nắng thì mình tỉa, còn mùa mưa thì mình hạn chế hoặc là không nên tỉa nha quý cô chú anh chị. Rồi đây là cái loại thuốc để mình Út thì hay thường dùng để mình vệ sinh phun lên cây hoặc là vệ sinh dụng cụ trước khi làm vườn. Đây bước tiếp theo là mình đây thì do Út cho vườn Út thì không có cái cây nhỏ nhưng mà Út cũng xin quay để Út nói cái vấn đề này luôn. Thì cái thời điểm mà cái mình quý cô chú anh chị để cành tạo tán nó hợp lý là cái cây bắt đầu trồng từ 6-7 tháng trở lên là quý cô chú anh chị có thể tỉa cành được rồi, bắt đầu tỉa cành được rồi. Và cái lưu ý quan trọng thứ hai nữa là cái cây mà nó trên 3 năm tuổi thì quý cô chú ngưng, không nên tỉa cành vào cái giai đoạn đó, tại vì cái cây đó là nó giai đoạn đó nó đã lớn rồi, nó đã thành thục cành nhánh, nó đã căn bản là nó đã có rồi, nó chuẩn bị bước vào giai đoạn là kinh doanh, chuẩn bị làm bông làm trái. Thì nếu mà cô chú trẻ tỉa cành tạo tán trễ sau 3 năm thì cây của mình rất là dễ bị mất sức và nó gây hiện tượng xì mũ nha. Thì nói tóm lại là cái sau khi trồng khoảng 6-7 tháng trở lên hoặc là cái cây dưới 3 năm thì mình chủ yếu là nó đẹp nhất, nó ít cái ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây nha. Rồi thì ở đây thì giờ có một tay thì quý cô chú anh chị thông cảm nha. Đây thì cái cây này thì Út cũng không có thời gian tỉa cành thường xuyên nên anh này nó mọc cũng nhiều quá rồi. Sẵn đây Út chia sẻ luôn, đây mấy cái nhánh mà nó mọc trong thân này quý cô chú anh chị chắc bỏ hết, cái nhánh này không có xài nha. Cái nhánh nhau này cũng vậy. Thì cái thời điểm nào nên cắt nhánh nhau và để nhánh nhau thì Út cũng đã chia sẻ trong những cái clip trước rồi. Còn cái clip này thì Út sẽ cắt mấy nhánh nhau trong thân này. Đây. Như mấy nhánh nhau gì quý cô chú anh chị cắt loại bỏ hết nha. Cho nó thông thoáng nha quý cô chị, quý cô chú anh chị. Mình không có để nha. Rồi. Thì nhất là cái quan trọng là những cái nhánh nhau, những cái nhánh mà nó chỉ xuống đất, nó gần sát mặt đất như thế này thì mình nên loại bỏ sớm. Tại cô chú anh chị biết sao, tại vì nếu mà mình để cái nhánh này nó chỉ thẳng xuống đất thì nó sẽ tiếp đất, nó sẽ tiếp xuống đất như thế này thì rất là dễ bị nấm bệnh nó tấn công nha, nó lây lan lên cái cây sầu riêng của mình nha. Bởi vậy là mình những cái nhánh nào mà tiếp đất, những cái nhánh nào mà cành cấp 2 nào mà nó gần sát mặt đất thì mình nên loại bỏ sớm để cho cái cây mình nó thông thoáng, nó hạn chế được nấm bệnh nha. Rồi thì Út ở đây thì Út làm thực tế thì Út nói ngắn gọn đơn giản dễ hiểu cho quý cô chú anh chị dễ nhớ thôi, chứ mình không có nói nguyên thiên hoặc là dang dẻ như bên công ty nha quý cô chú. Đây cái này cứ tẻ thì do cái cây này thì Út đã cái cây này là nó đã trên 3 năm tuổi này là khoảng là hơn 3 năm rưỡi rồi, nên nó
thì cái tỉa cành tạo tán thì Út cũng đã làm xong rồi, thì nó bước vào cái cành nhánh, nó cũng là bước dần vào cái giai đoạn nó ổn định rồi. Mình biết cô chú anh chị thấy cái cành nhánh không, nó phát triển rồi, cũng rất là to, nhưng mà tại vì thấy cái nhiều cô chú anh chị còn thắc mắc vấn đề mà tỉa cành tạo tán cái thời điểm nào cho nó hợp lý, tại vì mình Út coi xem lướt qua nhiều kênh thấy người ta cũng không có đề cập sâu về cái vấn đề mà cái lứa tuổi nào làm cho nó hợp lý, người ta chỉ chia sẻ cái vấn đề mà cắt cành thôi. Thì đây Út cũng xin nói luôn đây, thì vấn đề cây về quý cô chú anh chị tỉa bỏ sớm thì nó đảm bảo cho cây mình nha, sạch sẽ thông thoáng là mình dễ xịt thuốc, dễ kiểm soát được sâu bệnh. Đây thì cái qua cái quá trình tỉa cành tạo tán thì cây này, cây sầu riêng của mình là nó cành nhánh nó phát triển được như thế này rồi, phát triển rất là cao nha quý cô chú anh chị. Cái cây này thì Út cũng ít có rễ phân thuốc lắm, ít có rễ phân xịt thuốc lắm, tại vì cái cây này thì nó thuộc dạng cây tơ cây nhỏ nên mình không có thời gian, mình ít có quan tâm lắm, nhưng mà nó vẫn phát triển nha. Thì để Út sẵn Út quay cho quý vị xem luôn cái cách mình làm cành, thì cành tạo tán cho nó to nó khỏe, để sau này mình làm bông làm trái thì để nó nuôi trái tốt nha. Chứ nếu mà mình không trồng theo kiểu hồi xưa, không tỉa cành tạo tán để nó tự nhiên thì cái cây của mình nó sẽ không đạt năng suất nha, cây của mình nó sẽ xấu và nó cái những cái cành cấp 2 như thế này nó sẽ không phát triển như thế này. Bắt buộc đậu trái ngon là phải nằm ở nhành cái cành cấp 2 như thế này mới có chất lượng nha, chỉ những cái cành cấp 1 này thì nó to nó bự nhưng mà nó đậu trái nó không bằng mấy nhánh cấp 2 như thế này, ở ngoài như thế này. Cô chú anh chị lưu ý cắt tỉa cành thì mình phải chừa lại cái này, mình chỉ cắt cái nhau này thôi, đây cắt mấy nhánh nhau này thôi, còn nhánh cấp 2 này mình phải chừa lại nha, chứ mình không được cắt tụi lũi nha, cắt tụi lũi thì còn nhánh cấp 1 này nó sẽ không đạt năng suất nha quý cô chú anh chị. Rồi thì cái video của Út thì đến đây thì chỉ muốn nói vậy thôi, nhưng mà quý cô chú anh chị thấy hữu ích thì cho Út xin một lượt đăng ký nha, và có nếu có vấn đề thắc mắc gì xin comment bên dưới, Út sẵn sàng trả lời hết nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.